dừng lại ngay, đừng nói to khi xem video này và đừng cố bắt chước bất cứ một điều gì. Tại sao lại như thế? Tại sao Nhanh Trí lại mặc blue trắng nhỉ? Mình sẽ tiết lộ cho bạn biết sớm thôi. Nhưng trước đó, cùng đến với một thí nghiệm vang danh lịch sử khoa học gần 30 năm qua đã nhé. Đó là top những con vật nổi tiếng nhất thế giới nhờ nhân bản mà rất ít người biết đến. Cừu, Dolly, chó, mèo, cáo, trồn hay là hổ. Chính xác là cừu Dolly nha các bạn ơi. Hẳn là những bạn nào đam mê khoa học đã biết qua về cái tên này. Dolly là động vật có vú đầu tiên được nhân bản thành công từ tế bào soma trưởng thành năm 1996, thực hiện bởi nhà khoa học Ian Greenwood và nhóm nghiên cứu tại Viện Roslin, Scotland. Vậy thì điều này có thành công không? Và nó mang đến ý nghĩa lớn lao gì? Sau tất cả, sự thành công của Dolly đã mở ra một kỷ nguyên mới trong công nghệ sinh học và nghiên cứu về tế bào gốc, cũng như gây ra nhiều cuộc tranh luận về đạo đức trong nhân bản. Nhỡ đầu nhân bản được cứu như vậy, thì đến lúc con người cũng nhân bản thì sao đây? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Nhưng trước đó, bạn sẽ phải trầm trồ kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến vụ nổ lớn này. Thí nghiệm tạo kem đánh răng voi trong vòng một nốt nhạc. Nghe tên cứ nghĩ là làm kem đánh răng cho những con voi ở bản đôn. Nhưng không phải vậy đâu các bạn ơi. Lượng bọt mà thí nghiệm này tạo ra nhanh chóng và tương đối nhiều để đánh cho một con voi nên mới có tên gọi như vậy đấy. Quay trở lại với câu hỏi mà bao nhiêu bạn đang thắc mắc. Con người có nhân bản được không? Và tại sao người ta vẫn không nhân bản con người? Sẽ được thể hiện trong câu đố này để bạn thử trả lời xem sao. Bởi đó là một hành vi trái pháp luật, vi phạm đạo đức hay ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của loài người. Các bạn ạ, cái gì cũng cần có giới hạn của nó. Và con người cũng vậy, sống cần phải có đạo đức để đặt lên hàng đầu. Vậy nên chuyện nhân bản người đã không diễn ra. Ngoài ra cũng có một số ý kiến tương đồng như sau. Nhân bản con người rất khó và có nhiều vấn đề về đạo đức và pháp lý. Chúng ta cần tôn trọng sự sống và quyền của mỗi con người. Hay ý kiến nếu nhân bản người, chúng ta có thể gặp phải vấn đề về sức khỏe và đạo đức đấy. Bạn thấy những ý kiến này như thế nào? Hãy thả ngay một like để thể hiện sự đồng ý của mình. Còn nếu như cảm thấy chưa xuôi tai, vẫn còn phật ý lắm, thì cùng Nhanh Trí đến với câu hỏi bí ẩn tiếp theo nhé. Cơ mà nói nhỏ thôi, bởi vì điều này chưa nhiều người biết đâu. Theo như nguồn tin bí ẩn của mật thám nhà Nhanh Trí bên bờ vũ trụ gửi về, thì có một sinh vật cổ đại sắp được con người hồi sinh đấy. Bạn sẽ mừng rỡ hay là lo lắng khi gặp những sinh vật cổ đại đây? Đó là con vật nào? Khủng long, voi ma mút, cá mập megalodon hay bọ cạp khổng lồ? Những bạn đam mê khám phá đã cảm thấy hứng thú dâng đều chưa nhỉ? Voi ma mút là ứng cử viên sáng giá đầu tiên. Hồi sinh loài voi ma mút đã tuyệt chủng cách đây hơn 4.000 năm, từng được coi là chuyện viễn tưởng. Nhưng với bước tiến của công nghệ, các nhà khoa học đang rất nghiêm túc với dự án này các bạn ơi. Nhà di truyền học George Church đến từ trường E Harvard ngày 13 tháng 9 đã tuyên bố nhận được khoản đầu tư 15 triệu đô la Mỹ để hồi sinh voi ma mút dựa trên các mẫu ADN thu thập được. Wow! Vậy là tương lai, chúng ta có thể gặp voi ma mút thật sự ngoài đời ư? Nó sẽ to lớn đến cỡ nào? Rồi nó có sống ở Tây Nguyên của Việt Nam giống như voi ở Việt Nam không nhỉ? Nếu như điều này thành công, rồi sẽ là lần lượt các con khác nữa. Uầy, vậy nếu các sinh vật cổ được hồi sinh thì con người sẽ ra sao? Bởi vì có phải con nào cũng thân thiện đâu. Không biết những quái vật khổng lồ có chung sống với con người không nhỉ? Hay con người lại đi vào một vòng lặp tuyệt chủng? Lúc đó, những con vật khổng lồ kia sẽ thống trị trái đất như hàng triệu năm trước. Lúc đầu thấy rõ là thú vị đấy, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy lo lo làm sao á. Bao nhiêu món ngon mình còn chưa ăn hết mà. Còn bạn cảm thấy thú vị hay là cũng muốn khóc nhè giống Nhanh Trí thì comment cảm nhận xem sao. Tiếp theo chúng mình cùng theo chân hai anh trai này để xem hai ảnh làm cái gì mà lạ lùng như thế nhé. Hey, đúng là cái số sinh ra làm tiểu phu nhưng dòng đời xô đẩy lại làm YouTuber, nên đã lấy chiếc rìu thần thánh của mình đem ra làm thí nghiệm bằng cách dùng súng bắn thì viên đạn vỡ đôi. Đây đúng là cảnh tượng ngàn năm mới được chứng kiến một lần.
Tiếp đến là một loài vật đáng được tôn vinh bởi vì nó giúp con người, còn nhiều hơn cả con người giúp con người nữa. Ngày nay trong xã hội hiện đại, con người ra sức bảo vệ các con vật khỏi kẻ xấu và có một loài vật nhỏ bé nhưng lại ra tay giúp đỡ con người, chịu trận nhiều nhất trong những cuộc làm thí nghiệm giúp loài người đấy. Bạn có biết đó là con vật nào không? Hẳn là bạn đã từng biết đến câu nói chuột bạch thí nghiệm đúng không? Đó chính xác là bạn ấy đã góp phần không nhỏ trong việc chế tạo ra các loại thuốc đặc chủng chữa bệnh về thần kinh, tim, gan, thận, máu, dạ dày, cơ hay xương cho con người. Nhưng tại sao lại là chuột mà không phải là các con khác nhỉ? Từ lúc Nhanh Trí biết đến nay, Nhanh Trí cũng thắc mắc như vậy và bây giờ đã tìm ra nguyên nhân rồi. Đó là chuột bạch có kích thước nhỏ, dễ sinh sản, vòng đời ngắn, giúp thuận tiện nghiên cứu qua nhiều thế hệ và còn có hệ gen giống của con người đến hơn 90%. Vậy nên các nhà khoa học đã quyết định lấy chuột bạch làm động vật thí nghiệm thuốc đấy. Cứ tưởng là phải làm nghiên cứu rồi 7749 bước mới được gặp những động vật tuyệt chủng của hàng ngàn năm trước cơ. Nhưng không các bạn ơi, chúng ta không phải chờ đợi quá lâu nữa đâu. Sau đây là một đoạn clip được ghi lại bởi một cameraman nào đó về loài vật tuyệt chủng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Bạn tin và đoán rằng loài vật nào bị tuyệt chủng bỗng nhiên xuất hiện bất ngờ như vậy? Hổ răng kiếm, thú mỏ vịt hay cá nhám mang xếp? Đừng ngủ nữa, dậy đi bạn ơi! Đó là cá nhám mang xếp, có tên tiếng Anh là Fringe Shark, là một loài cá đến từ quá khứ. Nó từng xuất hiện vào khoảng 80 triệu năm trước. Tuy nhiên, gần đây nó đã được phát hiện ở vùng biển của Nhật Bản. Ôi chao, đứng hình mất 5 giây. Hàm răng sắc nhọn và bộ hàm linh hoạt của nó cùng dáng hình trơn tuồn tuột giống lươn màu nâu sẫm nhưng lại bắt mồi bằng cách uốn cong mình và lao thẳng về phía trước giống như một con rắn vậy. Bao nhiêu năm qua, chúng đã ẩn nấp ở đâu mà con người không biết đến nhỉ? Ôi, sự quay lại này liệu có phải báo hiệu cho một điều tồi tệ nào hay không? Hay bấy lâu nay, thực ra nó chưa tuyệt chủng mà sống sâu dưới lòng biển nhỉ? Hy vọng những nhà khoa học hay những nhà lặn biển sâu không bắt gặp em nó. Nếu như các loài cổ đại đều hồi sinh, thì con người sẽ như thế nào? Sinh vật biển sẽ như thế nào? Liệu có thể sẽ biến thành món ăn của nó không đây? Ây gu, chắc là không đâu, bởi vì bây giờ khoa học hiện đại mà. Đúng không các bạn? Và sau đây cũng được coi là một trong những nghiên cứu vô nhân đạo trong lịch sử khoa học, đúng như cái tên Monster. Đó là một thí nghiệm thực hiện trên 22 trẻ mồ côi khiến cả thế giới bàng hoàng, hoang mang và vô cùng phẫn nộ. Thật điên rồ và không thể tin được, đó là cấy ghép chân tay, thí nghiệm không ngủ hay thí nghiệm nói lắp nhỉ? Hai hai đứa trẻ mồ côi đã bị đem ra làm thí nghiệm nói lắp các bạn ạ. Nó được thực hiện ở Davenport, Iowa, Mỹ vào năm 1939 bởi Wendell Johnson, Đại học Iowa. Những đối tượng thí nghiệm được chia ra làm hai nhóm, trong đó một nhóm được khen ngợi, sống vui vẻ và hạnh phúc, một nhóm thì ngày ngày bị nghe những lời mắng nhiếc, đánh nghiến, chỉ trích, làm họ luôn sống trong cảm giác tiêu cực, lo lắng, bất an và sợ hãi. Kết quả sau 6 tháng, những đứa trẻ phải chịu đựng phương pháp tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tâm lý. Tuy vẫn duy trì về vấn đề ngôn ngữ của mình, nhưng đã bị ảnh hưởng và ám ảnh suốt phần đời còn lại bởi những đứa trẻ đó đã bị nói lắp các bạn ạ. Vào năm 2007, 6 đứa trẻ đã được bồi thường 925.000 đô, khoảng 19 tỷ đồng Việt Nam cho những gì họ đã phải chịu đựng trong suốt thời gian đó. 19 tỷ đối với chúng ta là một số tiền rất lớn, nhưng so với họ, những người từng chịu tổn thương và đau đớn cơ thể ấy thì không gì có thể bù đắp được. Cho đến nay, những kiểu thí nghiệm như vậy và thí nghiệm nói lắp này vẫn bị liệt vào một trong những thí nghiệm vô nhân đạo mọi thời đại. Vậy nên các bạn ơi, dù có là nhà khoa học thì hãy luôn giữ vững đạo đức và sống với đúng tâm đúng nghề của mình nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới mà đã là con người, không ai là không biết đâu. Hãy cùng Nhanh Trí nhìn hình và đoán tên của ngài ấy nhé. Đoán ra thì quá là easy game, Edison, hay tên cụ thể là Thomas Edison, sở hữu hơn 1.500 phát minh và sáng chế cho thế giới, đã để lại tiếng vang cho bao ngàn đời sau. Nhưng lịch sử về ông Edison thì có bạn nào biết không? Edison từng bị thầy giáo xem là kẻ tâm thần, không thể đến trường, lại trở thành nhà khoa học nổi tiếng là vì sao? Năm ông 17 tuổi, một buổi tối mẹ ông bị viêm ruột thừa cấp, hết sức đau đớn. Xong lúc đó lại không có đèn điện,
chỉ biết nhờ vào ánh sáng của ngọn đèn dầu tối om. Ánh sáng như vậy làm sao có thể mổ ruột thừa được đây? Suy nghĩ một hồi, Edison quyết định đến các nhà hàng xóm mượn về rất nhiều miếng gương nhỏ và vài ngọn đèn dầu. Ông để những chiếc gương nhỏ này ở xung quanh giường mẹ và trước mỗi chiếc gương nhỏ này thắp một chiếc đèn dầu. Ánh đèn được những chiếc gương phản chiếu, trong chốc lát cả gian nhà bỗng sáng rực lên. Nhờ ánh sáng trong phòng đó, ca mổ ruột thừa tiến hành thuận lợi. Edison đã cứu mẹ như vậy đó. Và sau này Thomas Edison được biết đến nhiều nhất nhờ phát minh ra bóng đèn điện và được vinh danh là người mang lại mặt trời thứ hai cho nhân loại. Chính những bóng đèn điện bây giờ trong nhà của mình đều được phát triển từ phát minh của Edison đấy các bạn ơi. Một điều rất đáng ghi công đúng không nào? Nếu quan sát kỹ cuộc sống này, chúng ta sẽ phát hiện thấy rất nhiều nguyên lý có ích cho mình. Nếu chịu khó quan sát một chút, tự tìm tòi một chút, chúng ta cũng có thể có những phát hiện thông minh như Edison. Hy vọng với câu chuyện Edison cứu mẹ ngày hôm nay sẽ tạo thêm động lực tiếp lửa cho nguồn đam mê sáng tạo của các bạn nhà nhanh trí nhé. Và cuối cùng sẽ là một thí nghiệm mà bạn có thể làm ngay ở nhà, lại vô cùng đơn giản luôn. Nhanh trí chưa tiết lộ khi làm thí nghiệm này bạn sẽ thấy điều kỳ diệu gì đâu. Nhưng trước hết hãy cứ chuẩn bị cho nhanh trí một thau nước lạnh hoặc nước đá nhé, cộng với một lon nước ngọt nữa. Những điều đó chuẩn bị chắc không vấn đề gì chứ. Đầu tiên chúng ta cho một ít nước vào lon, sau đó hơ nóng trên ngọn lửa cho đến khi nước bên trong sôi. Khi nước đã sôi rồi, bạn đổ hết nước ra ngoài, sau đó úp lon ngược xuống và cho vào bát nước đá đã chuẩn bị từ trước. Rồi, bây giờ thì quan sát hiện tượng vô cùng bất ngờ xảy ra đi nào. Kết quả cho thấy lon nước đã bị bóp méo ngay lập tức kìa. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Do hơi nóng bên trong lon bị biến thành nước khi lon bị lạnh đấy, từ đó tạo ra một áp suất giảm bên trong và lon bị bóp biến dạng bởi áp suất bên ngoài. Yay! Vậy là đã làm thí nghiệm thành công rồi, cơ hội trở thành nhà khoa học rất cao. Nhưng lưu ý, khi làm bất cứ thí nghiệm gì tại nhà, cần có anh chị lớn kèm hoặc ba mẹ nhé, để tránh mọi nguy hiểm có thể xảy ra.